Suốt đây bọn 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 mai tặng ọc nha. Sva khôn một căn chăn nó chấm nét đăng tu tư rồi bọc nhóm bát. Vít ô rồi bọc nhóm bát ngay nên hình nọ mà rõm bọn bọn tặng ọc nha tặng đăng ẩm bí bật tế tiếng đọc để miên bật chia chốn hô cương sở vấn cho đàn chương kê bằng poster tại ngút tờ hỏi. Bạn ta muốn đừng bọn bọn tặng ọc nha sạp nửa video xôm chú chạy lưu bị subscribe. Bạn tọa mọ chú chạy lưu rù cần đăng đảm bây từ tu ba video chấm nét đăng tu tư thamay thamay. Bạn tâm tình ở đây rồi bóng ông ca sau cặp hiệp bị phốp lốt. Bạn tế đại miên ạ tra bị xa khương sở vấn chân chương kế tùm nông chia bổ mô bạc đống nơi đồng bọn ở rộp nâng cần lành xem xinh tiết nơi ạ tờ cô kháng chương nơi phản đầy. Khả nạc bạn tế nông thuyết ở dí, Afrik, nâng đồng bọn Pacific miên ạ tra bị xa tiết chương kế bổng phốt. Ở vậy đại dương lượng mộ bằng hành cứ chỉ bạc đề mang khương sở vấn kết chiến lịch nâng kết chia mà chung nông mùi chân nam mùi chân nam. Đại bà chia chôn mà nẹ, ả dụ lơ đọc rãm chân nắm tu tiên bà tê ni môi bị xa. Hai mình bắt đầu lơ bộ cố nhiên chết ả corona môi để phát trang bà đạch kê, châu lẹ khả nạ lược biên vốn đủ lời. Trong đăng thả, ta bà tê tiếng đọc nụ chia bà tê nà khlác, dương thực sẽ đạp vi tế ô tiếng ọc nìa. Tí đọc, bà tê Slovakia. Slovakia cứ chia bà tê môi đàn sát nâng khăn ông thuyết bà rộp hai ba mầm bay chênh bì bà tê Checo Slovakia ca bì dùm non môn. Đại sắp ngay khai tới chia xa thiệt là nặng rõp chết nâng bà tê Slovakia. Slovakia tự ban kê bằng hai anh tha chia bà tê môi đa bà chia chôn chia mà chôn phật rương sở vâng ọc bà mát đọc bây lít khăn ông mùi nẹ. Bà tê nâng khăn ông thuyết bà rộp môi ní tên thì miên căm vì thi chụp liêng có đôi chỉ hàng ba chỉ tràn. Đại bà mô tự đoài cường sở vâng đại phản lật nâng khăn ông bà tê rồi bỏ phụ kê. Có đôi chỉ ca nôm châu cường sở vâng là bây môi chùm nuôn tiết bì bị phốp lộn nâng bà tê xem xế một căn tỷ nỉ. Mù là hẹp tiền ổn đi hào ý tớp phở ai bà chia chôn rồi bỏ phụ kê miên ca pra cường sở vâng chả được chân nộ. Tí bà mùn, xa thi rà nạ rọt chết. Xa thi rà nạ rọt chết có bằng khó bì slow và kì đai rù phụ kê cư chia bà chia chôn nâng chiết xa tại môi ca bì ở tây tạc ca. Bà chia chôn rồi bỏ xa thi rà nạ rọt chết chia mà chôn cư pra cường sở vâng bà mang đọc bây lít đô chia bà tê slow và kì đai. Bà chia chết đó miên phiếp rung rương nâng nông thuyết ở rộp mùi ni miên ca sạp bài riêng chỉ chân. Hát bà chia chôn rồi bỏ phụ kế miên ca bỏ mốc đông chỉ chân. Nơi tam cần lành chuốc chung xem xe ngợt đôi chỉ ti xa thi rần nặng để phụ kế ai cầm sàn bàn. Mần tay bằng nó cương sở vâng rồi bỏ phụ kế cứ ban lụ đạch chỉ chân. Để thua ở riêng ra tha bị bá còn miên còn vó bị ba nhà hai tiếng ốc nụ đài. Tiếp rằng 7. Bà tế Hungary. Hungary có chia bà tê mùi nè khăn ông thuyết ở rộp đôi kia. Hai cả trời bàn kì sổ thá mà nụ mà nẹ khăn ông bà tê Hungary cứ phát cường sở vâng chia mà chôm cứ đọc bấy cứ biết bấy lịt. Dù ở chôn Hungary miên ca chụp chôm chụp liêng chỉ tràn. Tụ bây chỉ phụ kê miên vây tay cả bật mèn. Tại phụ kê bàn pra cường sở vâng chỉ tràn. Để thua ở cường sở vâng chỉ tràn bàn lụ ọc chỉ riêng rò dụp nơi tam club rửa trái. Có đôi chia cần lại cầm sáp xềm xềm. Mình ta bằng nó bởi tế Hungary có miền phần lật tập hoa xa đó là bây đa phần lật bị sơ giả lây. Hai ba nôm tập căn phí phốp lộp, nâng bán pra chỉ trán khăn ông bởi tế rồi bỏ bộ kê tiệt phòng. Tiếp rằng phì, bởi tế Andorra. Andorra cứ chia bởi tế đó tội môi nâng khăn ông thuyết ở rộp. Hai coi chia bởi tế mần sơ là bây môi phòng đài. Tại tu bây chia dạng ná bởi tế ni có ban chọp chú môi chia bởi tế môi. Đa bởi chia chôn pra cường sở vâng trán trên kê tiếp rằng phì nơ lơ phí phốp lộp. Nóng chùm nào mà nụ mà nẹ rồi bỏ bà chia chôn ong đồ ra cứ pra cường sở vâng chia mà chôn bà man chia đọc bấy cái biếc bằng bấy lịt. Cường sở vâng phía trang rồi bỏ bà tê ong đồ ra cứ nôm châu mô bì bà tê rủ xì. Hai phụ kế cứ pra nâng phát cường sở vâng chỉ trang. Vốt cá cứ chỉ cường sở vâng nâng chia xa mà giang đẹp bênh đi dôm một phót nâng nông bà tê ong đồ ra hai miên đang cầm nát mô bì bà tê rủ xì. Tại bà chia chôn ong đồ ra châu chất xa ní bằng phót. Ukraine có chia bà tê mùi để chia sở mà chất rồi bỏ sở hạp hiệp sổ viết ca bì ở tây tạc ca. Hào bà chia chôn mùi chùm nuôn cư ruột nơi sở điên tơ nâng bà tê rủ xì đài. Ukraine trở ban chọp chùm nát thân nạ chia bà tê đài miên bà chia chôn bì xa cường sở vâng tràn trên kê tì bà mùi nơ lơ bì phốp lộp. Đào bà chia chôn mà nẹ pra cường sở vâng chia mà chôn bà man chia đạo buôn cái bì buôn lít tiệt phòng. Phụ kê cho chất chia rồi biết xa cổ lọc nâng đôi chỉ xa lia môi chùm nuôn. Để chia xa bà bây ni rồi bỏ Ukraine nâng sổ viết ca bì ở tây tạc ca. Hai vô cá có chia xa đọc bê ni dung khăn ông bà tê ni thiệt phòng. À vậy đai bì xe nú, phê xe môi chùm nuôn có đôi chỉ bia khăn ông sọc. Có trai ban bê ni dung nâng pra chỉ trang khăn ông bà tê Ukraine phòng đài.
ី5ប្រទេសរូម៉ានីរូម៉ានីក៏ជាសមាជិកមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែរហើយប្រទេសនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាប្រជាជនរបស់ពួកគេក្នុងម្នាក់ៗប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាមធ្យមស្មើនឹង 14.4 លីត្រដូចទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរប្រជាជនរូម៉ានីភាគច្រើនគឺរស់នៅជាមួយនឹងភាពធូរធារដែលស្ថិតនៅលើកម្រិតក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការប្រារព្ធពិធីជប់លៀងក៏ដូចជាការច្រៀងរាំចូលក្លឹបនិងបារជាច្រើននៅពេលរាត្រីមូលហេតុនឹងកត្តាទាំងអស់នេះទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនរូម៉ានីបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាច្រើនជារៀងរាល់យប់ហើយបើគិតជាអត្រាគ្រឿងស្រវឹងដែលប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំវិញនោះរូម៉ានីក៏បានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងអត្រាខ្ពស់មួយទៀតផងទី4ប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានកលាផ្ទៃធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រជាជនប្រមាណជា140លាននាក់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាច្រើនក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាមធ្យមប្រមាណជា 15.10 លីត្រយើងប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅភេសជ្ជៈស្រាក៏ដូចជាបៀមួយចំនួនដែលបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានភាពល្បីល្បាញទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសស្រាវូតកាគឺជាស្រាដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលផលិតពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយពេញនិយមខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រជាជនរុស្ស៊ីចូលចិត្តស្រាជារបៀបស្រាសដោយការប្រើប្រាស់ស្រារបៀបនេះគឺមានចំនួនច្រើនលើសការពិសាបៀទៅទៀតទី3ប្រទេសលីតុយអានីលីតុយអានីក៏ជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសហភាពសូវៀតកាលពីអតីតកាលដែរហើយសព្វថ្ងៃប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលីតុយអានីក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាប្រជាជនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងគេទី3នៅលើពិភពលោកដោយប្រជាជនម្នាក់ៗរបស់លីតុយអានីគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាមធ្យមប្រមាណជា 15.4 លីត្រអ្វីត្បិតតែលីតុយអានីជាប្រទេសដ៏តូចមែនតែការរស់នៅរបស់ពួកគេគឺមានភាពស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការប្រើប្រាស់ប៊ីយ៉ាក៏ដូចជាគ្រឿងស្រវឹងស្រាផ្សេងៗគឺមានកម្រិតច្រើនលើសប្រមាណមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលីតុយអានីបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងច្រើនបែបនេះទី2ប្រទេសមលដូវាមលដូវាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក៏ជាប្រទេសមួយត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកផងដែរប្រជាជនមលដូវាម្នាក់ៗបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាមធ្យមគឺប្រមាណជា 16.8 លីត្រជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមលដូវាបានធ្វើការដំឡើងពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នោះមានតម្លៃថ្លៃនិងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេតែផ្ទុយទៅវិញប្រជាជនមលដូវានៅតែមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាច្រើនដដែលអ្វីដែលពិសេសនោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេគឺមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេមានកង្វល់ពីបញ្ហានេះជាច្រើនទី1ប្រទេសបេឡារុសបេឡារុសត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបតែប្រជាជនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រជាជនម្នាក់ៗរបស់ប្រទេសបេឡារុសគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាមធ្យមរហូតដល់ទៅប្រមាណ 17.5 លីត្រទោះបីជាដឹងថាគ្រឿងស្រវឹងគឺបណ្ដាលឲ្យសុខភាពមិនល្អនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនបេឡារុសគឺនៅតែប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នោះជាច្រើនបន្ថែមពីលើនេះទៀតប៊ីយ៉ាក៏ដូចជាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសបេឡារុសគឺមានតម្លៃថោកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ពួកគេគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិភោគក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នោះក្នុងពិធីជប់លៀងក៏ដូចជាការជួបជុំផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ។